đã quay trở lại với bản tin nghề nghiệp được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần tại fanpage VTC Academy. Tuần qua thì báo Dân Trí có đưa tin về những nghề nghiệp có sức nóng đặc biệt trong giai đoạn 2021 và 2030. Hãy cùng VTC Academy khám phá đó là những ngành nghề nào nhé. Theo báo Dân Trí thì ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua Facebook và Zalo của tôi liên tục nhận được hàng trăm câu hỏi của phụ huynh và học sinh đều có chung một vấn đề, đó chính là chọn ngành nghề nào trong lúc này là đúng nhất và nhu cầu nhân lực tương lai sẽ có thay đổi như thế nào. Theo quan điểm của ông Trần Anh Tuấn thì không có một ngành nghề nào là hot mà chỉ mang tính chất tương đối, luôn có sự chuyển động thay đổi theo từng giai đoạn trên thị trường lao động. Tuy nhiên thì thời điểm nào cũng sẽ có một số ngành nghề có nhu cầu lao động cao hơn những ngành nghề khác. Dựa vào các chỉ số thống kê nhu cầu nhân lực thời gian qua cùng xu hướng phát triển kinh tế sắp tới thì ông Trần Anh Tuấn dự báo sẽ có 12 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong giai đoạn 2021 và 2030. Ông Trần Anh Tuấn nhận định trong 12 nhóm ngành nổi bật, một số những lĩnh vực sẽ có sự phát triển về nhu cầu nhân lực, đó chính là lập trình viên, khoa học dữ liệu, điện cơ khí, xây dựng kiến trúc thiết kế, kỹ thuật y sinh, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, digital marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, ông cũng lưu ý trong giai đoạn hiện nay, các ngành nghề gắn liền với kinh tế số sẽ là những ngành nghề có nhu cầu nhân lực ngày càng cao bởi nền kinh tế của nước ta đang phát triển theo xu thế này để hội nhập cùng nền kinh tế của thế giới. Ông cũng nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ 4.0, những lao động tri thức phải am hiểu làm việc với robot thì mới có thể phát triển được. Thời kỳ của các bạn là kinh tế số, kỹ thuật số, dù các bạn có thù ghét máy móc công nghệ đến mức nào thì các bạn phải sống chung với nó thôi. Còn đối với việc chọn nghề thì ông khẳng định việc chọn nghề, con đường học tập cho tương lai của mỗi học sinh cần phải tuân theo tiêu chí lần lượt là năng lực, sở thích, nhu cầu thị trường lao động và khả năng, điều kiện kinh tế của từng gia đình. Ông cho biết thêm, theo ông Trần Anh Tuấn, nếu có đủ năng lực đáp ứng và sự say mê theo đuổi ngành học và nghề nghiệp dự định thì dù trên con đường học tập hay thậm chí trong quá trình tham gia thị trường lao động, nếu gặp những khó khăn trở ngại, các em sẽ nỗ lực để vượt qua thay vì buông xuôi. Về trình độ nghề nghiệp thì ông cũng đề nghị các bạn học sinh nên cân nhắc năng lực và sở thích của mình để chọn một bậc học phù hợp, không nhất thiết phải vào đại học mới thành công. Ông Trần Anh Tuấn cho rằng dù tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng, trung cấp hay sơ cấp nghề thì điều cơ bản quyết định sự thành tựu của mỗi người trong thị trường lao động đó chính là năng lực nghề nghiệp. Một người có năng lực nghề nghiệp là người có thể hoàn thành các công việc được giao với chất lượng cao. Năng lực được đong đếm bởi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp chứ không phải căn cứ vào bằng cấp. Còn các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại comment, chia sẻ quan điểm của mình cùng VTC Academy nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tuần tới.